Ui em thấy anh bật dậy luôn, anh không thấy đau à? Không. Hôm qua còn đi nhông nhông chân. Thế ạ? À? Hôm qua sau phẫu thuật xong đi luôn nhỉ? Hôm qua là anh hồi tối hôm qua là đi đi xuống dưới, anh định đã bắt xe đi ra ngoài ngoài đường Lăng Bác chơi nữa. Ui dồi, mình vừa phẫu thuật xong mà. Bình thường anh thấy quá nhẹ không? Nhẹ đấy à? Anh là ở trong Sài Gòn ra đúng không anh? Đúng rồi. Vâng, chắc là chiều nay là anh về ạ? Chiều nay anh bay về Cần Thơ luôn. Anh về Cần Thơ luôn. Lúc anh tỉnh dậy anh có thấy đau nhiều không? Không, lúc tỉnh dậy anh không thấy đau. Không thấy đau luôn ạ? Đúng rồi. Thế tốt anh nhá. Em thấy anh vừa đến cái anh bật dậy luôn, thấy chẳng thấy đau đớn gì cả. Đúng rồi, anh thấy bình thường thôi, vâng. Không có gì hết. Chứ phẫu thuật anh bao nhiêu cân nhỉ? Anh 150. Nguyên nhân là không biết là anh bị do ăn uống hay là mình Thứ nhất là anh do ăn uống, thứ hai là do công việc. Công việc của anh là ngồi một chỗ. Xong rồi mới cái đây là khoảng hơn một tuần á, là anh có đi khám tổng quát. Là ra là bệnh tiểu đường 2 này, bệnh tăng men gan, rồi bệnh cao huyết áp, rồi bệnh gan nhiễm mỡ. Đó là ở đầu là khi mà anh thấy cái có bị tiểu đường rồi, bắt đầu anh mới phát sợ đó. Đào anh mới tìm tới phương pháp giảm cân. Anh tìm hiểu thầy Tuấn được khoảng 2 ngày đó, là anh rồi chốt quyết định. Anh vào YouTube là anh bắt đầu kinh nghiệm là cách dập cân hiệu quả. Đầu cái rồi xuống anh lướt xuống anh thấy là giờ giờ dưới có bác sĩ Tuấn đó. Đầu anh mới lướt vô rồi thì đó anh biết. Dr. Nguyễn Anh Tuấn, tiên phong trong thu nhỏ dạ dày giảm béo, cam kết đồng hành suốt đời cùng người bệnh.